Và tập y và nâm tự hỏi tạo được bao nhiêu ánh xạ từ x vào y. Hay nói khác là cái bài này là có bao nhiêu ánh xạ từ tập có m phân tử vào tập có n phân tử. Thì chúng ta giờ vào định nghĩa ánh xạ. Ánh xạ f đi từ x vào y là một kết cho tương ứng mỗi phân tử của x với một phân tử duy nhất của y. Tức là chúng ta nhớ lại cái khái niệm ánh xạ này. Ánh xạ f đi từ x vào y này là gì? Là một quy tắc cho tương ứng mỗi phân tử của x của x với một phân tử duy nhất thuộc y. Theo giả thiết tập x có mấy phân tử? Có m phân tử. Như vậy mỗi phân tử của x thì có bao nhiêu kết tròn cái ảnh của nó? N là của mấy n tập y của mấy phân tử? Tập y có n phân tử. Cho nên mỗi phân tử của x, mỗi phân tử của x thì có bao nhiêu kết tròn này nè? Là có n kết tròn, n kết tròn cái ảnh. Mỗi phân tử của x thì có n kết tròn này. Như vậy mà x có mấy phân tử? Có m phân tử. Mà tập x có m phân tử cho nên cái số của ảnh xa là mấy? Số cái ảnh xa thì phải là mấy? Mà tập cái x này, tập x thì có m phân tử. Cho nên số các ánh xa, các ánh xa từ x vào y là có bao nhiêu quy tắc? Mỗi ánh xa là một quy tắc cho tương ứng m phân tử đầu tiên. Có phân tử đầu tiên có n cái tròn, phân tử thứ hai có n cái tròn, phân tử từ n m có n cái tròn, cả tất cả là mấy ấy? m phân tử, cho nên cái này chính là n mũ n mũ m, không phải là m mũ n đâu, n mũ m. Tập x có n phân tử, tập y có n phân tử thì sẽ có n mũ m để giả từ x vào y. Chúng ta có thể lấy ví dụ tập x có hai phân tử là 1, 2, tập y có 3 phân tử là abc. Thì như vậy cái số các ánh xa phải mấy? Xa từ x vào y là mấy? 3 mũ 2 là bằng kính, bằng kính đèn xa. Ví dụ chúng ta có thể liên kết ra cái kính đèn xa này, đèn xa f đi từ x vào y. Để mà ví dụ như cái này 1 thì cho xác định ở đây là 1 có phải 1 án 1 á này thì là 2 2 á này. Đây là 1 cái ánh xạ này, ánh xạ F1, ánh xạ F2 từ x vào y 1 á này 2 B này đúng chứ. Tương tự như vậy ánh xạ F3 từ x vào y 1 á 2 C. Đó, như vậy ạ. 1 qua A thì có mấy ánh xạ? 3 ánh xạ. Tí nữa 1 qua B lắp lại những cái này có thêm 3 ánh xạ nữa. Tương tự 1 ánh xạ qua C có thêm 3 ánh xạ như này nữa. Như vậy tổng còn là 9 ánh xạ. Đây là 1 qua A là F1, F2, F3, F4, F5, F6 là thay cái chữ này bằng
B. Đó, như vậy F1, F2, F3, F4. F4 lần bên này B. F5 lần này là B này. F6 lần này B này. À. F7 7 thì đôi đến cái này C. 8 đôi đến cái này C. 9 đôi đến cái C. Có tất cả là 9 đến xa từ X vào Y. Ra tương tự. Cái làm cái thì về sau từ từ.